Infocom Đông Nam Á, định hình doanh nghiệp với chuyển đổi số. Infocom Đông Nam Á là sự kiện trải nghiệm và giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp hàng đầu của khu vực. Năm 2019, có 152 nhà triển lãm quốc tế, 43 phiên học tập, 7.743 khách tham quan từ 46 quốc gia. Innovative, exceeding every expectation. To us, knowledge is a weapon. Những trải nghiệm mới do công nghệ mang lại đang tái định hình thế giới tương lai chúng ta. Chúng ta đang tương tác với nội dung theo những cách chưa từng có. Nhà thông minh vận hành trơn tru chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản, hoặc trong trường học, giáo viên giảng dạy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào với tính tương tác cao, sử dụng bảng thông minh kỹ thuật số. Lớp học nhập vai, nền tảng dựa trên web để liên lạc xuyên suốt các cơ sở và những ứng dụng thực tế ảo. Mua sắm chưa bao giờ thú vị như vậy. Các màn hình kỹ thuật số tương tác, tường video, projection mapping và gương ma thuật đang định nghĩa lại cốt lõi của ngành bán lẻ khi người mua tham gia ở mọi cấp độ. Trong ngành dịch vụ tài chính, màn hình LED độ phân giải cao hoạt động 24/7, cung cấp cho nhân viên ngân hàng và thương nhân những thông tin mới nhất trong tầm tay. Các ngân hàng cũng đang sử dụng màn hình trực quan để cải thiện sự tham gia của khách hàng và tăng hiệu quả. Trải nghiệm của du khách đang tiến vào một thời kỳ mới, chú trọng cá nhân hóa và tương tác. Hãy nghĩ đến các trải nghiệm đa giác quan được tạo ra thông qua điều khiển cảm ứng phòng, thực tế ảo, projection mapping và bản báo kỹ thuật số. Trong giải trí trực tiếp, nhìn thấy mới tin, mọi người luôn cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy công nghệ 3D projection mapping và tận hưởng việc phân phối âm thanh đỉnh cao. Trong cơ quan chính phủ và công an, hệ thống chỉ huy và kiểm soát tập trung, các công nghệ truyền thông hợp tác và hệ thống camera giám sát đang thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực giao thông, quốc phòng, cảnh sát, du lịch và chăm sóc sức khỏe. There are things that we didn't know existed, so it's been quite informative. Trao đổi với các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới, xem các giải pháp của họ, đặt câu hỏi và tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết. Kết nối với đối tác mới để cung cấp trải nghiệm tích hợp hàng đầu cho người dùng và khách hàng của bạn trong tương lai. Bạn có thể thúc đẩy thay đổi trong doanh nghiệp của bạn và là nhà lãnh đạo. Diễn ra cùng với triển lãm là hội nghị thượng đỉnh Infocom Đông Nam Á, quy tụ các chuyên gia uy tín của thế giới trong công nghệ trải nghiệm. Tham gia các cuộc thảo luận chiến lược cấp cao, phiên kỹ thuật về xu hướng công nghệ và chương trình đào tạo tùy chỉnh. Tham quan và tiếp xúc cá nhân với những ứng dụng thực tế trong chương trình TED Tour đặc biệt của chúng tôi. Tham gia cùng chúng tôi tại Infocom Đông Nam Á và hãy chuẩn bị để định hình lại và biến đổi doanh nghiệp của bạn.